Người Phật tử nên làm thế nào để duy trì niềm tin, tinh tấn và chánh niệm một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày? Nếu một người học nhiều, đọc nhiều thì nên thực hành làm sao để việc hành tứ niệm xứ không bị dính mắc vào những điều đã học, đã đọc? Và làm thế nào để nhận biết được cái bản ngã vi tế đang vận hành trong khi thực tập, thưa sư? Thưa quý vị, đó, để mà chúng ta duy trì được cái niềm tin, ba cái ha, niềm tin, tinh tấn và chánh niệm, nó thuộc về ba cái giác chi, ba cái giác chi trong thất giác chi, có là tính tấn và niệm. Tính giác chi, tấn giác chi và niệm giác chi. Thì sư xin lỗi, sư nhầm ha. Cái tính tấn niệm định tuệ là thuộc về năm căn, chứ nó không phải là thuộc về giác chi. Tại vì giác chi á, là chỉ có tấn giác chi và niệm giác chi thôi. Thì để mà chúng ta phát triển cái đức tin á, con là tính, phát triển cái tính căn á, thì quý vị có một số cái gạch đầu dòng mà quý vị cần ghi nè. Tính nè. Có một số phương pháp ha. Thứ nhất á, là thực hành tùy niệm Phật. Cái thứ hai đó là thực hành tùy niệm pháp. Thứ ba đó, thực hành tùy niệm tăng. Tư đó, tùy niệm thí. Thứ sáu, thực hành tùy niệm thiên. Phật pháp tăng thí, thực hành tùy niệm giới. Có nghĩa là chúng ta thực hành sáu cái đề mục tùy niệm, Phật pháp tăng thí giới thiên, cộng thêm đề mục tùy niệm niết bàn. Thì cái tính này đó, thì nó sẽ có những cái chi phần nó tương ứng, nó giống như là cái hỷ giác chi ấy. Nó sẽ giống như cái hỷ giác chi, cho nên là những cái phương pháp để mà tăng trưởng cái hỷ giác chi thì nó cũng có thể áp dụng cho cái phương pháp tăng trưởng cái đức tin, hay có là phát triển cái tính lực ấy. Thực hành tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên và tùy niệm niết bàn đó. Rồi gần gũi thầy bạn thích hợp có nghĩa là sao? Có nghĩa là đó, gần những người nhiều niềm tin ha, tế nhị đó. Rồi có nghĩa là cái cách hành xử của họ, nó hành xử tế nhị mà thanh tao này đó. Rồi tránh xa những người thiếu niềm tin ha, thô lỗ ha đó. Thì rồi cư xử thiếu tế nhị. Rồi có những cái bài mà đọc những bài kinh có tác dụng tăng trưởng niềm tin. Nó nằm ở trong trường bộ cũng có ha, trung bộ tăng chi tương ưng cũng có đó. Rồi
nghĩ nhiều về đức tin của bản thân, xem coi đó là cái niềm tin của mình như vậy đã đủ hay chưa. Thì xin thưa đó, khi mà chúng ta không có biết Phật là gì, không biết Pháp là gì, không biết Tăng là gì, thì chúng ta rất khó để mà chúng ta có cái niềm tin. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là sư không có nhiều thời gian để mà sư giảng về thất giác chi. Bởi vì nếu như mà sư giảng về thất giác chi á, thì nó sẽ chiếm hết toàn bộ thời gian còn lại. Nha. Cho nên là sư chỉ ghi ngắn gọn cho quý vị thôi, để quý vị hiểu. Đó là những chúng ta có những cái cách để mà chúng ta tăng trưởng niềm tin. Là thứ nhất là phải hiểu Phật, Pháp, Tăng là cái gì. Đó. Rồi khi mà chúng ta tích cực bố thí đó, chúng ta tích cực bố thí, mà khi chúng ta tu tập tùy niệm thí đó, thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích, những cái lợi ích của cái thiện pháp. Và nhờ những cái lợi ích đó, chúng ta thấy là cái quả báo nó sẽ đến với chúng ta rất là thường xuyên, rất là sớm và rất là dễ thương. Nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ có thêm niềm tin ha. Rồi khi mà chúng ta tùy niệm giới đó, thì chúng ta phải giữ giới. Mà với một cái người có giới đó, thì nó cũng sẽ củng cố niềm tin của họ. Bởi vì cái giới của họ là một cái giới không có sức mẻ, không có bị thủng, không có bị lấm đớm. Rồi tùy niệm thiên, đó là khi mà chúng ta suy nghĩ những cái vị trời có những đức tính như thế nào, có những niềm tin như thế nào, chúng ta cũng có những đức tính, những niềm tin như thế. Thì nhờ như vậy đức tin của chúng ta cũng tăng trưởng. Rồi tùy niệm niết bàn, đó là chúng ta nghĩ về cái cảnh giới niết bàn là một cảnh giới tịch tịnh. Ở nơi đó không còn những cái đau khổ, không còn những đau đớn, không còn những cái sự nguy hại nữa. Thì niết bàn là cái đích đến, niết bàn là mục tiêu, niết bàn là nơi hướng tới. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ tăng trưởng cái niềm tin nơi giáo pháp. Bởi vì nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta không biết được cái đích đến của chúng ta là gì, chúng ta không biết được cái nơi, cái mục tiêu, cái cứu cánh của chúng ta là gì, thì chúng ta sẽ rất dễ mất đi cái đức tin, mất đi cái niềm tin. Thành ra đó, nhiều người họ cải đạo là bởi vì họ không thấy được cái sự khác biệt giữa đạo Phật và những cái tôn giáo khác đó. Rồi cái việc gần gũi thầy bạn thích hợp đó, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta trong cái việc tăng trưởng niềm tin. Bởi vì như thế nào, chúng ta sống với người nhiều đức tin thì chúng ta sẽ tăng trưởng đức tin. Còn chúng ta sống với những người mà thiếu niềm tin đó, họ cứ nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia đó, mà cái sự nghi ngờ của họ là sự nghi ngờ vô căn cứ đó, thì chúng ta cũng không có niềm tin nữa, thưa quý vị. Bản thân sư thì sư nói bản thân sư ở đây, cái đức tin ở đây là nói tới chánh tín nha. Nhưng mà gần những cái người mà thiếu niềm tin á, mà khi đôi khi nó cũng có tác dụng, chỉ có tác dụng khi nào mà chúng ta ở cái nơi ở cái nơi không có chánh pháp thôi nha. Có nghĩa là chúng ta không cần phải có niềm tin ở những nơi không có chánh pháp. Ví dụ như khi mà sư đi tìm đạo, khi sư quyết định sư xuất gia, sư đi tìm đạo, sư đã thử một số cái phương pháp, một số cái pháp môn để mà tu tập, để xem coi là cái pháp môn đó có đưa đến có đúng đắn hay không. Đó. Thì khi mà sư gặp những cái con người mà thiếu niềm tin nơi cái pháp môn đó, thiếu niềm tin nơi pháp môn đó, và họ sẽ đưa ra những cái lý do mà họ không có niềm tin nơi cái pháp môn mà bản thân họ đang tu tập, thì bản thân sư khi mà sư nghe họ không có niềm tin như vậy đó, sư suy nghĩ và suy xét là những cái nghi ngờ của họ có cơ sở hay không có cơ sở đó. Thì quý vị thấy nó giống như khi mà họ đã không có đức tin rồi, mà sư gần gũi họ, khi đó sư vẫn chưa xuất gia, mà gần gũi họ đó, thì cái sự nghi ngờ của họ cũng sẽ lây nhiễm qua mình. Mình cũng sẽ đặt câu hỏi. Nhưng mà khi đó, ở cái nơi đó tu tập vẫn chưa có đúng chánh pháp. Thành ra khi mà đặt câu hỏi như vậy đó, thì sư tìm hiểu lại. Và phải nói là sư rất là tri ơn cái quyển bản dịch
Milinda Banha, có nghĩa là meeting vấn đáp của Ngài Giới Nghiêm. Sư rất là tri ân bởi vì cái bản đó, đó giúp sư tìm về chánh pháp. Sư biết chánh pháp là cái gì. Thành ra kể từ khi xuất gia rồi đó, thì sư không có sợ những cái người mà thiếu niềm tin. Bởi vì mình biết cái niềm tin của mình là đúng đắn. Bởi vì mình hiểu được Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì đó. Và mình hiểu được cái mục tiêu, cái cứu cánh của mình là cái gì đó. Mình hiểu được cái thí, cái giới và cái thiên. Có nghĩa là mình có cái sự hành xả, mình có được cái giới. Mặc dù cái giới của mình cũng không có gọi là trong sạch như vỏ ốc, nhưng mà nó là cũng là người có, là cũng tương đối đó. Rồi cái thiên có là những cái đặc tính của vị trời đó, và cái cứu cánh, cũng như cái chuyện là gần gũi nhiều những cái bậc thiện tri thức, có nhiều niềm tin. Nhờ như vậy đó mà cái đức tin của sư đối với Phật giáo, đối với chánh pháp, nó càng ngày nó càng kiên cố. Còn khi mà chúng ta thiếu đi những cái này đó, mà chúng ta còn gần gũi những cái người mà thiếu niềm tin, họ cư xử thì thô lỗ ha đó, rồi họ sống, họ làm cho mình rất là bực mình, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là như vậy, những con người như vậy thì họ có tu hay không? Mà nếu như họ không có tu mà họ làm cho mình bực mình như vậy đó, thì cái phương pháp mà họ đang thực hành như vậy có đúng hay không? Tại vì Đức Phật có nói là cái phương pháp thực hành mà đúng đắn á, là nó sẽ đưa con người ta thành một con người dễ thương hơn. Mà mình gặp toàn những con người dễ ghét như vậy không, thì rất khó để mà tăng trưởng cái niềm tin đối với cái môi trường, đối với ngôi chùa, đối với chánh pháp, đối với cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Thành ra đó, gần gũi thầy bạn thích hợp cũng là một điều hết sức quan trọng ha. Rồi chúng ta đọc những cái bài kinh có tác dụng tăng trưởng niềm tin. Có nhiều bài lắm quý vị. Thực tế đó, tại chúng ta dốt quá cho nên chúng ta thấy pháp nó không có cái, chúng ta không có sống được ở trong pháp. Chứ còn nếu như chúng ta học pháp nhiều, chúng ta đọc kinh nhiều, có nhiều bài kinh mà bản thân nó giống như là một cái sự rung động. Chúng ta đọc vào chúng ta sẽ rung động. Mỗi một người có một cái bài kinh nó không có giống nhau. Ví dụ như có người họ đọc Thất Giác Chi thì họ rung động. Có người họ đọc Tứ Niệm Xứ họ rung động. Nhưng mà sư thì sư rung động thì thường chỉ có một câu, chỉ cần nhớ một câu thôi. Anicca vata sankhara uppadavaya thammino uppacitta nirucchanti te sangu vasammo sukho. Các hành là vô thường. Hán dịch rất là ngắn gọn. Các hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch tịnh vi vi lạc, có nghĩa là các pháp hữu vi thì nó không có bền vững. Cái bản chất của nó là sanh diệt. Vì cái việc sanh diệt đó nó sẽ gây ra cái sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch tịnh dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Thì đối với sư thì cái câu đó là một cái câu có tác dụng rung động đó. Thì chúng ta phải thủ những cái bài kinh đó. Quý vị biết là ở trong Sri Lanka thì ở đó đó chư tăng, những cái vị mà giới tử mà muốn xuất gia đó, thì vị đó phải học thuộc cái kinh Pháp Cú, thì khi đó là mới được cho xuất gia. Và bản thân nếu mà quý vị thuộc cái bài kinh Pháp Cú này đó, xin thưa là cái niềm tin của quý vị đối với Phật pháp nó cũng tăng trưởng nhiều lắm đó. Rồi chúng ta nghĩ nhiều về đức tin của bản thân, có nghĩa là mình tự hỏi mình coi cái niềm tin của mình nó có đủ vững mạnh hay không, có đủ vững chắc hay không, có đủ để mà đứng trước cái sự cám dỗ hay không. Dạ, xin thưa là hỏi cái câu này thì nó quá rộng quá lớn, thành ra thôi sư ráng sư tóm tắt thôi ha. Rồi cái nữa là cái tấn phát triển, làm sao để mà phát triển cái tấn ha, phát triển cái tấn là sự tinh tấn á. Thì thứ nhất á, là chúng ta được.
chúng ta nghĩ về những cái nghĩ về những cảnh giới sa đọa ha. Đó là cái kiểu mà tu như mình đó, là nó đi địa ngục hay là nó đi súc sanh đó. Rồi thứ hai đó là nghĩ rằng ha, các thành tựu ở đời có được là do tinh tấn ha. Rồi thứ ba đó ha, nghĩ rằng chỉ sự nỗ lực như thế nào thì đem lại quả báo như thế đó ha. Chúng ta nỗ lực nỗ lực tu hành thì đưa đến giải thoát, còn nỗ lực ăn chơi đó, nỗ lực mà đua đòi thì nó dẫn đi địa ngục. Nó nỗ lực sát sanh thì đi địa ngục, nỗ lực bố thí thì lên cõi trời đó. Nỗ lực như thế nào thì đem lại quả báo như thế đó đó. Rồi nghĩ về con đường của các bậc thánh nhân, nhân ha, là gồm có là các vị A-la-hán ha, A-la-hán ha, thinh văn ha, thinh văn ha, các vị độc giác ha, các vị chánh đẳng giác ha. Đấy, nghĩ về con đường của các vị đó thì các con đường đó đó, đó con đường không thuộc về kẻ lười biếng. Đấy, con đường của thánh nhân là con đường đó là không có cửa cho những cái người mà lười biếng ha. Còn nếu mà người là người tu á thì nghĩ về cái công khó nhọc, phải cái ơn nuôi dưỡng của thí chủ, có nghĩa là của những cái người mà Phật tử, của những người cư sĩ mà đi đến mà nuôi mình á, cái kiểu sống như mình như vậy thì nó có xứng để mình ăn uống, để mà mình thọ dụng những cái vật chất của họ hay không đó. Đó, nhìn nghĩ về lời dạy của Thế Tôn ha, có nghĩa là ngài luôn ca ngợi sự nỗ lực tinh tấn ha. Nghĩ đến tài sản vô giá của chánh pháp, tài sản này đó, tài sản này không thể nằm trong tay kẻ lười biếng. Đấy, thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó thì chúng ta sẽ có được cái sự tinh tấn, có nghĩa là mình có xứng đáng để mình cầm cái tài sản của Như Lai hay của Đấng Như Lai hay không đó. Rồi khi mà chúng ta hôn trầm á, khi hôn trầm ha, thì học theo cách Phật dạy ngài Mục Kiền Liên. Đó là gì? Thay đổi oai nghi. Xoa bóp như là dụi mắt, xoa tay, xoa chân đó. Rồi nhìn về ánh sáng. Sáng ha. Hoặc là đứng dậy đi.
đó. Đó. Rồi nhớ là chỉ nghỉ ngơi khi không khi không chịu được nữa, có nghĩa là đã áp dụng hết những cách trên rồi đó mà chịu không nổi đó, vẫn còn buồn ngủ thì khi đó mới nghỉ ngơi đó. Rồi tiếp theo đó là chọn thầy bạn thích hợp là gì? Gần gũi, người siêng năng, tinh tấn, à, xa lánh kẻ lười biếng. Đấy, mình đừng có nói là mình độ người ta ha, đừng có nói mình độ người ta, mình lo cho mình trước cái đã. Đó, cho nên là mình gần cái đứa lười thì mình cũng sẽ lười theo, còn mình gần cái người siêng á thì mình cũng siêng. Đó. Rồi thường nghĩ về tứ chánh cần. Đó là gì? Những cái pháp bất thiện nào chưa có thì đừng cho nó có rồi thì cố gắng nỗ lực làm cho nó mất. Những pháp thiện nào chưa có thì nỗ lực làm cho nó có. Còn những pháp thiện nào đã có thì nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Thì thưa đó là mình nghĩ coi hiện tại bây giờ đó là mình đang cái tâm của mình đang là thiện hay bất thiện. Đó. Nghĩ thường suy nghĩ về bốn cái chánh cần ha. Đó. Rồi cuối cùng á là tự xét bản thân đã đủ tinh tấn hay chưa. Đấy, quý vị thấy là nội mà sư giảng hết mấy cái thứ này là đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cho nên là quý vị chỉ ghi thôi ha, chỉ ghi thôi. Đấy. Rồi tiếp theo là cái niệm ha, tính tấn niệm. Niệm. Thì cái niệm á nó ngắn hơn. Điều kiện để mà phát triển cái niệm á là gì? Thường xuyên an trú trong bốn niệm xứ. Có là thường anh muốn có niệm thì đầu tiên là anh phải thường xuyên anh chánh niệm thôi. À, anh phải giữ gìn cái sự chánh niệm liên tục. Đó, có nghĩa là giữ gìn chánh niệm liên tục ha. Rồi cái niệm thì nó chỉ có một cái phương pháp đơn giản nhất là như thế thôi. Anh muốn có niệm nhiều, anh muốn tăng trưởng nhiều thì anh phải giữ cái sự chánh niệm liên tục ha. Rồi tiếp nữa là gần gũi thầy bạn thích hợp y chang như những cái kia, có nghĩa là gần gũi người thường chánh niệm và xa lánh người không chánh niệm ha. Rồi cái nữa đó là anh phải luôn thiết tha nha, trau dồi chánh niệm. Tại vì nếu anh không có nhu cầu để mà anh giữ chánh niệm á thì anh sẽ không có anh không có giữ chánh niệm chi. Cho nên cái niệm á, thì nó chỉ đơn giản thôi ha, nó đơn giản để mà anh duy trì cái niệm là anh phải thường xuyên an trú trong bốn niệm xứ, là thường xuyên tu tập tứ niệm xứ, giữ gìn chánh niệm một cách liên tục thì nhờ như vậy cái niệm sẽ tăng trưởng ha. Rồi gần gũi thầy bạn thích hợp và luôn luôn thiết tha đó, dặn lòng là phải trau dồi chánh niệm.
Thì nhờ như vậy đó thì ba cái là cái tính, cái tấn, cái niệm thì nó sẽ tăng trưởng. Thì những cái gạch đầu dòng đó, đó xin thưa với quý vị, những cái gạch đầu dòng đó, đó quý vị hoàn toàn có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Chứ những cái gạch đầu dòng đó không phải là chỉ dành cho người tu đó. Mà tại sao á, sư không có giảng rộng là bởi vì cái câu hỏi của quý vị nó quá rộng đi. Mà nếu như sư giảng rộng đó thì nó lại mất thời gian. Vui lòng vào trong cái YouTube của sư ha, cái trang, cái kênh của sư. Đâu rồi? Chùa Nam Tông. Đây. Sư có hẳn một, sư có hẳn những cái loạt bài ha, sư có hẳn cái loạt bài về thức giác chi ha. Đó, trạch pháp tinh tấn hỷ đó, khinh an định giác chi. Thì quý vị theo dõi ha, quý vị theo dõi đây, và cái cách là quân bình năm căn, quý vị nhìn lên trên ha, trong cái lớp Phật pháp nền tảng ha, lớp Phật pháp nền tảng trên cái kinh của sư đó, cái danh sách pháp của sư đó, nó có cái lớp Phật pháp nền tảng nè, quý vị vào theo dõi quân bình năm căn, tính tấn niệm định tuệ và thức giác chi ha, rồi trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi.